Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Hôm 11 tháng 6, thị trưởng thành phố Kharkov Ihor Terekov của Ukraine cho biết tình hình ở đây đã bình tĩnh hơn kể từ khi các bệ phóng tên lửa của Nga bắn vào thành phố này trúng hỏa lực của Ukraine. Ông Terekov nói với hãng tin Reuters đã có sự gián đoạn trong các cuộc pháo kích Tôi nghĩ nguyên nhân dẫn đến thực tế này là những thiết kế bị pháo kích Kharkov đã bị bắn trúng. So với tháng 5, chúng tôi đã trải qua một tuần ít nhiều yên tĩnh cho đến Chủ nhật. Vì vậy, Kharkov yên tĩnh hơn một chút, nhưng tôi không thể nói rằng mọi chuyện đã hoàn toàn yên ổn. Bình luận của Ihor Terekov được đưa ra sau gần hai tuần, Mỹ và một số quốc gia phương Tây khác cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga gần Kharkov. Ông Terikov đưa ra nhận xét trên khi nga tuyên bố chiếm thêm được hai ngôi làng của Ukraine. Bộ quốc phòng nga cùng ngày cho biết làng Timkivka ở vùng Kharkov và Myasozharivka ở vùng Luhansk đã bị lực lượng của họ chiếm giữ. Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine đang tiếp tục các hoạt động phản công ở khu vực Kharkov. Ở những nơi khác gần kubian và Neskoy, một số đơn vị Ukraine hứng chịu thiệt hại nặng nề. Bộ Quốc phòng Nga ước tính tổng cộng Kiev đã mất hơn 560 quân trên trục này chỉ trong 24 giờ. Trong những tháng gần đây, Ukraine đang dần mất thế đứng trước Nga với những thất bại nghiêm trọng xảy ra ở khu vực Kharkov. Theo cập nhật mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng từ nhóm phía Bắc của quân đội nước này đã tiến đến gần khu định cư Golubokoy và Tikhoi. Thương vong của quân đội Ukraine lên tới 265 người trong một ngày phản ứng trước những thất bại ukraine trên chiến trường mỹ và đồng minh đang bật đèn xanh cho kiev sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công bên trong lãnh thổ nga kiev đã và đang sử dụng máy bay không người lái kamikaze sản xuất trong nước cho các cuộc tấn công tuy nhiên tổng thống ukraine volodymyr zelensky cho hay tên lửa viện trợ sẽ hiệu quả hơn trong các cuộc tấn công này Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Moscow sẽ cung cấp vũ khí cùng loại cho lực lượng bên ngoài tấn công vào tài sản quân sự của các quốc gia phương Tây một khi Mỹ và đồng minh cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tấn công nào vào lãnh thổ Nga. Denis Pushilin, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, vừa qua nói rằng quân đội Nga gần đây liên tục giành được lợi thế ở mặt trận Adipka. Ông Pushilin nói với hãng tin TASS của Nga các binh sĩ Nga gần đây đã kiểm soát thêm hai khu định cư Netailovo và Umanskoye, đồng thời củng cố vị trí phòng tuyến ở hướng Ocheritino. Netailovo và Umanskoye dù chỉ là những khu định cư nhỏ nhưng quan trọng. Kênh Riyadoka cũng cho biết, tính đến cuối ngày 11 tháng 6, quân đội Nga đã chiếm hoàn toàn Novo Aleksandrovka và kiểm soát phần lớn ngôi làng Sokol trên mặt trận Aydivka. Theo hướng Aydivka, trước sức tấn công mãnh liệt của Nga, quân đội Ukraine đã tháo chạy khỏi Novo Alexandrovka. Bên cạnh đó, lực lượng Moscow đã chiếm được phần lớn làng Sokol và tiếp tục tiến dọc theo chuỗi các làng Evgenovka, Voskhod, Sokol. Tại đây, các binh sĩ Nga đang dần buộc đối phương phải ngừng kháng cự ở Evgenovka. Tuy nhiên, Ukraine sẽ phải bằng mọi giá giữ cho được Voskhod. Trong khu vực này, lực lượng Kiev đã lên kế hoạch chờ đợi cuộc tấn công của Nga vào Evgenovka từ Ocheritino và phòng thủ nghiêm túc nhưng lực lượng Moscow đã không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Xa hơn một chút về phía nam của khu vực nói trên, Ukraine cũng thất bại trong việc nỗ lực kiềm chế bước tiến của đối phương tại Novoprokovsky. Các binh sĩ Nga đã giành được chỗ đứng ở vùng ngoại ô của khu định cư. Chiến tuyến đang dần chuyển sang Novoselovka 1, điểm tiếp tế quan trọng nhất của nhóm Ukraine. Trước cuộc tấn công vào ngôi làng, quân đội Nga bằng cách tấn công từ làng Umaskoye cũng buộc Ukraine phân tán lực lượng và phân tâm khỏi việc bảo vệ điểm hậu cần quan trọng nhất. Cũng tương tự như Adipka, các lực lượng Nga dường như đã đạt được kết quả lớn tại Chachovya, miền đông Ukraine khi bắt đầu tiến vào trung tâm thị trấn chiến lược này. Còn tờ Ukrainska Pravda dẫn lời các nguồn tin quân sự cho biết, Nga đã kiểm soát được một quận của Chachovya dọc theo con kênh chạy qua thị trấn. Nguồn tin cho biết, quân đội Nga đang sử dụng bom dẫn đường để dọn sạch các vị trí phòng thủ của Ukraine xung quanh Chachovya. Nguồn tin của Ukrainska Pravda nói, với sự hỗ trợ của tên lửa tầm xa và máy bay không người lái, quân đội Nga đã bắt đầu tiến về phía trước và xây dựng các điểm phòng thủ của họ ở Chachovia. Trong khi đó, sư đoàn dù 98 của Nga trong một bài đăng trên Telegram cho biết lực lượng Ukraine đang làm mọi thứ có thể để đảm bảo các đơn vị của chúng tôi không di chuyển qua con kênh và chiếm giữ các vị trí ở quận bên ngoài thị trấn. Đoạn video do cả hai bên đăng tải cho thấy các đơn vị bộ binh đang tiến qua khu vực gần như bị phá hủy của trung tâm Chachovia. Ukraine từ lâu đã dự đoán trước một bước tiến của Nga trên chiến trường và tư lệnh quân đội Ukraine, Thượng tướng Oleksandr Shitsky cho biết các lực lượng của Moscow đặt ra mục tiêu giành quyền kiểm soát Chachovia bằng mọi cách. Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội hôm 10 tháng 6 cho thấy lực lượng Nga đã phối hủy thêm một chiếc xe tăng M1 Abrams khác do Mỹ cung cấp cho Ukraine. Chiếc xe tăng bị tấn công bằng ít nhất hai máy bay không người lái tự sát UAV Kamikaze xe tăng M1 Abrams di chuyển vào ban đêm trên một con đường tại một địa điểm không được tiết lộ. Chiếc xe bị một UAV giám sát theo dõi và bị một máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất UAV FPV tấn công ở phía trước, khiến kíp chiến đấu phải rời bỏ phương tiện. Chiếc xe tăng sau đó bị một UAV FPV khác mang đầu đạn RPG nhằm mục tiêu vào sáng hôm sau, đánh trúng phía sau tháp pháo. Hình ảnh do một chiếc UAV khác ghi lại cho thấy đòn tấn công khiến xe tăng bốc cháy. Cuộc tấn công mới nhất của Nga nhằm vào M1 Abrams nâng tổng số xe tăng loại này bị phá hủy ở Ukraine ít nhất 10 chiếc, chiếm 1 phần 3 tổng số xe tăng loại này mà Mỹ đã cung cấp cho Kiev. Washington cam kết cung cấp khoảng 31 xe tăng M1 Abrams và một số xe công binh M1150 ABV có cùng khung gầm với xe tăng Abrams cho Kiev vào đầu năm 2023 trước khi Ukraine tiến hành cuộc phản công mùa hè. Tuy nhiên, phải đến tháng 10 cùng năm, những phương tiện này mới được chuyển tới Ukraine và thời điểm đó, lực đẩy phản công của Kiev gần như đã cạn kiệt. Những chiếc xe tăng Abrams xuất hiện trên chiến trường thực tế vào tháng 2 năm nay khi Ukraine nỗ lực ngăn chặn cuộc tấn công của Nga ở Donbass sau khi Moscow chiếm được thị trấn trọng điểm Adipka. Mặc dù chiếc xe tăng Abrams đầu tiên được đưa vào chiến đấu mà không có bất kỳ sửa đổi nào, nhưng hiệu suất hoạt động kém ở tiền tuyến đã khiến Kiev phải nâng cấp các xe tăng còn lại, trang bị cho chúng thêm giáp phản ứng nổ từ thời Liên Xô và lưới chống máy bay không người lái. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn mới nhất với kênh CNN của Mỹ, các kíp xe tăng Ukraine được huấn luyện ở Đức đã chia sẻ mối quan ngại về hiệu quả của xe tăng Abrams. Họ nói rằng lớp giáp của xe tăng Mỹ không đủ chắc chắn trước các loại vũ khí hiện đại. Một thành viên khác chỉ ra rằng xe tăng Abrams là mục tiêu số một trên chiến trường và không có lực lượng yểm trợ. Xe tăng không thể sống sót trên chiến trường. Những nhận định này nhấn mạnh điểm yếu của xe tăng Abrams và nguy cơ cao đối với những người lính vận hành. Mặc dù các thông tin trước đó chỉ ra rằng Ukraine đã rút xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp khỏi tiền tuyến. Nhưng các quan chức từ lữ đoàn cơ giới 47, đơn vị nhận xe tăng từ Mỹ khẳng định rằng tất cả xe tăng Abrams đều đóng quân gần mặt trận phía đông. Các vấn đề kỹ thuật càng làm tăng thêm thách thức cho xe tăng. Trong một lần đưa tin của phóng viên CNN, một chiếc xe tăng Abrams đã bất động do trục trặc động cơ dù mới được vận chuyển từ Ba Lan sang. Các binh sĩ Ukraine sử dụng xe tăng cũng báo cáo rằng mưa hoặc sương mù có thể gây ra hiện tượng ngưng tụ hơi nước có khả năng làm hỏng thiết bị điện tử của xe tăng. Ngoài ra, họ còn phải đối mặt với các vấn đề về đạn dược do nguồn cung cấp hiện tại không phù hợp với nhu cầu chiến đấu. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine thông báo lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục phá hủy có hệ thống ngành công nghiệp lọc dầu của Nga. Trước đó, các đơn vị đã tấn công nhà máy lọc dầu Novosaktin, tỉnh Rostov bằng vũ khí do Ukraine chế tạo. Ông Vasily Gulubev, tỉnh trưởng Rostov cho biết một đám cháy bùng phát tại nhà máy lọc dầu Novorostek gần thành phố Rostov-on-Don sau vụ tập kích UAV. Lực lượng cứu hỏa cô lập ngọn lửa trong khu vực có diện tích khoảng 100 m2 rồi dập tắt. Ông Golubev khẳng định các nhân viên tại nhà máy Novorostek đã được sơ tán tới nơi an toàn. Cơ sở phải dừng hoạt động do đợt tập kích kéo dài. Chưa có thông tin chi tiết về thiệt hại tại nhà máy. Nhà máy Novorostek nằm cách tỉnh Lugan khoảng 10 km về phía đông, là một trong những cơ sở lọc dầu quan trọng nhất ở miền Nam nước Nga nhà máy thường xuyên bị Ukraine tập kích từ khi xung đột bùng phát. Tình báo quân đội Ukraine ước tính vụ tập kích khiến Nga tổn thất 1,5 triệu tấn dầu và sản phẩm hóa dầu, với tổng thiệt hại khoảng 540 triệu đô la Mỹ. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nhận định, các vụ tập kích nhà máy lọc dầu Nga đã khiến đối phương gặp khó khăn đáng kể trong thực hiện nhiệm vụ chống lại Ukraine. Kể từ khi cuộc đối đầu bằng phương tiện bay không người lái UAV gia tăng vào đầu năm nay, các UAV tầm xa mới đã tấn công ít nhất 20 mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, gây ra thiệt hại nhất định và khiến các nhà máy lọc dầu ngừng hoạt động trong nhiều tuần khi việc sửa chữa ngày càng khó thực hiện. Các cuộc tấn công đó không phá hủy các nhà máy lọc dầu, kể từ thời Chiến tranh lạnh, hầu hết các nhà máy lọc dầu ở Nga đều được xây dựng có khả năng chống trọi với cuộc tấn công và có hệ thống phòng không bảo vệ. Tuy nhiên, kết quả là sản lượng sản phẩm dầu của Nga đã giảm khoảng 14% từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong lĩnh vực dân sự, nếu không nói là cả ngành công nghiệp và quân sự. Nga có năng lực sản xuất dư thừa đáng kể để có thể xuất khẩu và ước tính chỉ có khoảng 40% nhà máy lọc dầu của nước này nằm trong phạm vi tấn công của UAV từ Ukraine. Nhưng các cuộc tấn công đã khiến giá dầu và dầu diesel trong nước tăng vọt. Các cuộc tấn công đã buộc Moscow phải thực hiện lệnh cấm xuất khẩu và nhập khẩu xăng dầu từ Belarus trong 6 tháng cũng như yêu cầu Kazakhstan tạo nguồn dự trữ 100.000 thùng trong trường hợp khẩn cấp. Nga, một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, đã buộc phải cắt giảm công suất lọc dầu. Điều này đang gây tổn hại cho nền kinh tế mà Điện Kremlin dựa vào để duy trì cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine. Với khả năng lưu trữ dầu hạn chế, Nga phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn, tăng xuất khẩu dầu thô với giá thấp hơn hoặc ngừng khai thác. Nếu Nga ngừng sản xuất, giá dầu toàn cầu sẽ tăng, để chi phí nhiên liệu của Nga tăng lên nhưng lại làm giảm doanh thu xuất khẩu dầu mà nước này cần. Ukraine khẳng định rằng việc nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu của Nga sẽ làm giảm giá dầu quốc tế. Bằng cách hạn chế khả năng lọc dầu của Nga, kế ép buộc Moscow phải xuất khẩu thêm dầu thô, tăng nguồn cung và đẩy giá xuống. Tòa án binh tại Nga đã ra lệnh bắt Thiếu tướng Ivan Popov, cựu chỉ huy tập đoàn quân 58 hồi tháng trước, vì cáo buộc gian lận quy mô lớn. Luật sư của tướng Ivan Popov cho biết, thân chủ của ông muốn xin ra tiền tuyến và ông đang nộp đơn xin điều động vị tướng này về quân khu phía Bắc. Luật pháp Nga quy định đình chỉ tố tụng hình sự đối với người tham gia chiến sự. Vì thế, luật sư Sergei Buynovsky nói với hãng tin TASS và một số phương tiện truyền thông khác của Nga về việc nếu ông Popov được phép ra vùng xung đột, cuộc điều tra về vụ án hình sự đối với vị tướng này có thể được đình chỉ. Luật sư Buynovsky cũng nói rõ, để được điều ra tiền tuyến thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, cấp trên trực tiếp của bị cáo phải làm đơn yêu cầu cơ quan điều tra quân sự cử ông này đến quân khu phía Bắc. Theo ông Buinovsky, một nhà lãnh đạo quân sự tầm cỡ như ông Popov nên có mặt ở tiền tuyến thay vì ở trong trại giam. Ông Ivan Popov bị bắt hôm 17 tháng 5 với cáo buộc có liên quan tới vụ trộm hơn 1.700 tấn sản phẩm kim loại trị giá 130 triệu rúp, khoảng 1,5 triệu đô la Mỹ, được mua năm 2023 như một phần của việc viện trợ nhân đạo cho chính quyền quân sự, dân sự vùng Zaporizhia. Các nhà điều tra cho rằng ông Popov đã tham gia vào vụ trộm gây thiệt hại đáng kể cho nhà nước. Trước đó, một doanh nhân từ vùng Krasnodar của Nga được cho là đã bán số vật liệu trên cho người khác, lừa mất của chính quyền hơn 100 triệu rúp, tương đương với khoảng 28 tỷ đồng Việt Nam. Ông Popov là cựu chỉ huy tập đoàn quân 58, có nhiệm vụ bảo vệ khu vực Zaporizhia, chủ yếu là thị trấn Rabotino. Ông bị bãi nhiệm chức vụ vào tháng 7 năm 2023 sau cuộc nổi loạn bất thành của lực lượng lính tư nhân Wagner. Theo một đoạn tin nhắn giọng nói mà ông Popov gửi cho binh sĩ, ông phàn nàn lên cấp chỉ huy về việc thiếu sự hỗ trợ. Theo tas vị thiếu tướng đã kháng nghị lệnh bắt và tuyên bố không phạm tội. Ông Popov là quan chức cấp cao thứ ba trong quân đội bị bắt trong tháng qua với cáo buộc sai phạm. Ngày 23 tháng 4, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Timur Ivanov bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ đến 1 tỷ rúp liên quan các dự án xây dựng. Ông đã bác bỏ các cáo buộc. Tuần trước, lãnh đạo Tổng cục Nhân sự của quân đội Nga Yuri Kuznetsov cũng bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ. Quốc vụ Khanh Bộ Quốc phòng Slovakia Igor Meliche cho biết hôm 11 tháng 6 rằng các tiêm kích MiG-29 đã được chuyển cho Ukraine một cách bất hợp pháp. Chúng tôi đang chuẩn bị hành động pháp lý. Ông Meliche đề cập tới gói viện trợ 13 tiêm kích hạng nhẹ MiG-29 cho Ukraine hồi năm ngoái được Thủ tướng lâm thời Slovakia khi đó là ông Eduard Hege phê duyệt. Bốn tiêm kích MiG-29 đầu tiên được chuyển cho Ukraine vào tháng 3 năm 2023. 9 chiếc còn lại được bàn giao vài tuần sau đó. Ông Hege thất bại trong cuộc bầu cử tháng 9 năm 2023. Ngay sau khi lên nhậm chức, tân thủ tướng Robert Fico đã ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine. Ông cũng yêu cầu điều tra và đánh giá pháp lý về quyết định chuyển tiêm kích MiG-29 cho Ukraine. Quan chức tư pháp Robert Dobrovsky được giao việc điều tra, nói rằng Bộ Quốc phòng Slovakia không thể đưa ra tài liệu pháp lý cần thiết về đợt chuyển giao tiêm kích cho Ukraine. Ông nói, họ thậm chí còn thừa nhận rằng những văn bản này không được đăng ký trong cơ sở dữ liệu pháp lý. Ông Meliche nói thêm, hiến pháp Slovakia cấm chính phủ lâm thời thực hiện các động thái quan trọng về chính sách đối ngoại, chuyển giao loạt kiêm kích trị giá 537 triệu đô la Mỹ cho nước khác là một trong những động thái như vậy. Liên quan đến sự việc này, hiến pháp Slovakia quy định rằng một chính phủ thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm sẽ không được phép đưa ra các quy định chính sách đối ngoại quan trọng để bỏ qua điều này chính phủ slovakia đã quyết định chuyển giao máy bay chiến đấu như một hiệp ước quốc tế mà họ có thể sử dụng thủ tướng lâm thời slovakia eduard hege cho biết tôi đã nói rằng chúng tôi chỉ làm điều đó nếu chúng tôi chắc chắn và chỉ theo cách phù hợp với hiến pháp đồng thời giải thích rằng việc chuyển giao sẽ dựa trên hiệp ước quốc tế mà slovakia đã ký với ukraine ông hege nói thêm slovakia đang ở phía lẽ phải của lịch sử tuy nhiên Ông Marek Kase tại Đại học Ternava nêu quan điểm việc chính phủ không có ý định đệ trình hiệp ước quốc tế liên quan lên quốc hội để xin sự đồng ý là điều đáng nghi ngờ về mặt hiến pháp. Vị chuyên gia trên nói thêm, hiến pháp Slovakia quy định rõ ràng rằng cần có sự đồng ý của quốc hội để các hiệp ước quốc tế có tính chất quân sự có hiệu lực. Cựu Thủ tướng và lãnh đạo phe đối lập của Slovakia Peter Pellegrini cũng chỉ trích động thái của chính phủ lâm thời. Ông Pellegrini nói họ đã làm theo cách của riêng mình và giờ họ phải chịu trách nhiệm về điều đó. Ngày 11 tháng 6, đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu, EU, Joseph Borrell cho biết thông tin trên. Theo ông Borrell, phương Tây hiện đang xem xét khả năng thay vì hàng năm sử dụng lợi tức từ những tài sản Nga bị phong tỏa để hỗ trợ quân sự cho Ukraine, sẽ chuyển những tài sản này cho Kiev, qua đó tăng cường cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine. Vấn đề này dự kiến sẽ được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 tại Italia trong tuần tới. Mỹ và EU trước đó đã loại trừ khả năng tịch thu tài sản bị phong tỏa của Liên bang Nga vì động thái như vậy mang lại rủi ro đáng kể cho đồng đô la Mỹ và đồng Euro. Tuy nhiên, bất chấp những rủi ro, Washington đang kêu gọi lãnh đạo EU thực hiện việc đóng băng tài sản của Nga vô thời hạn để đảm bảo hoàn trả số tiền đầu tư. Trước đó tin cho biết, chính phủ Đức ủng hộ kế hoạch của giới lãnh đạo Mỹ liên quan đến việc sử dụng thu nhập trong tương lai từ tài sản bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ quân sự cho Kiev. Washington sẵn sàng cung cấp khoản vay trị giá 50 tỷ đô la Mỹ cho những mục đích này, với kỳ vọng rằng khoản vay sẽ được hoàn trả từ tiền lãi do tài sản bị đóng băng của Nga tạo ra. Mỹ trong đợi EU nếu không tham gia đầy đủ vào hoạt động cho vay thì ít nhất có nghĩa vụ đảm bảo rằng tài sản của Nga sẽ được cố định và khoản vay sẽ được hoàn trả bằng thu nhập nhận được từ chúng. Trong diễn biến khác liên quan, Nhà Trắng cho biết sẽ công bố các bước đi nhằm xử lý số tài sản bị phong tỏa của Nga nhân dịp diễn ra hội nghị thượng đỉnh G7 sắp tới. Trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói, chúng tôi sẽ công bố các bước đi mới nhằm giải phóng số tài sản đang bị phong tỏa của Nga để mang lại lợi ích cho Ukraine. Đồng thời, ông Kirby cho hay, Washington sẽ công bố các biện pháp trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu mới đối với Moscow tại thượng đỉnh G7 lần này. Từ trước tới nay, Điện Kremlin luôn khẳng định việc tịch thu số lợi nhuận thu được từ tài sản bị đóng băng của Nga là hành động vi phạm tất cả các quy tắc của hệ thống kinh tế toàn cầu. Hôm 23 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký xác lệnh, theo đó, nước này sẽ xác định các loại tài sản của Mỹ có thể được dùng để bồi thường cho những tổn thất từ việc tịch thu tài sản của Nga bị đóng băng ở nền kinh tế số 1 thế giới. Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan đã từng tuyên bố, Ukraine có quyền tự do sử dụng vũ khí nhận được từ nước này nếu họ thấy phù hợp, kể cả để tấn công lãnh thổ Nga Phần Lan là thành viên mới nhất của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Nước này đã phân bổ tổng viện trợ quân sự trị giá 1,8 tỷ euro cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Tuy nhiên, Phần Lan hiếm khi tiết lộ thông tin chi tiết của các gói viện trợ. Mới đề nhất, Phần Lan thừa nhận đã chuyển giao những vũ khí bí mật vừa được ngành công nghiệp quốc phòng của nước này phát triển cho Ukraine để chống lại quân đội Nga trên chiến trường. Chỉ huy lực lượng phòng vệ Phần Lan, Trung tướng Mikko Heiskanen tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông. Trong số những vũ khí mới, bí mật được nước này gửi tới Ukraine có một số loại vẫn đang trong quá trình phát triển và hoàn thiện Ông Heiskanen nhấn mạnh rằng trong môi trường thực chiến những vũ khí mới này đã nhận về những phản ứng tích cực ban đầu Trung tướng Heiskanen nhấn mạnh Phản hồi về việc sử dụng các sản phẩm mới của Phần Lan là rất tích cực Kinh nghiệm thu được ở Ukraine sẽ hữu ích cho việc phát triển các thiết bị quân sự mới nhất của Phần Lan Tướng Mikko Heiskanen nhấn mạnh Theo chúng tôi sẽ rất có lợi khi vũ khí của Phần Lan làm giảm tiềm lực quân sự của Nga ở Ukraine Chúng tôi không cần phải làm gì cả Người Ukraine sẽ làm điều đó bằng chính máu của họ Nhà máy sản xuất đạn dược Namo Lapua của Phần Lan Sẽ tăng sản lượng gấp 5 lần trong năm nay Để đáp ứng nhu cầu do cuộc chiến ở Ukraine Phần Lan cùng với các đồng minh có kế hoạch khẩn trương xây dựng nhà máy sản xuất TNT Do tình trạng thiếu thuốc nổ trầm trọng ở các nước phương Tây Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine Trong khi đó, ngày 11 tháng 6 Lãnh đạo và đại diện 9 quốc gia ở Sườn Đông của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, hay còn gọi là nhóm B9, đã nhóm họp tại thủ đô Riga của Latvia. Một trong những mục tiêu chính của hội nghị là thống nhất lập trường của nhóm trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7 tới về vấn đề Ukraine và các vấn đề liên quan đến an ninh và phòng thủ ở sườn phía đông của liên minh. Hội nghị có sự tham dự của tổng thống các nước Bulgaria, Cộng hòa Séc, Estonia, Latvia, Litva, Ba Lan và rumani Hungary và Slovakia, cử đại sứ tại Latvia là đại diện tham dự hội nghị. Ngoài ra, hội nghị còn có sự tham dự của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Hội nghị do các tổng thống Latvia, Ba Lan và Romania đồng chủ trì. Tại hội nghị, các bên đã thảo luận về việc triển khai hiệu quả các kế hoạch phòng thủ khu vực của NATO và tăng cường khả năng phòng thủ của liên minh sau các quy định được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh của khối này vào năm ngoái. Ngoài ra, lãnh đạo và đại diện các nước B9 cũng thảo luận về các quyết định tiềm năng sẽ được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới nhằm thúc đẩy khả năng tương tác giữa các lực lượng Ukraine và NATO, tạo điều kiện để Ukraine hội nhập liên minh quân sự này. Đáng chú ý, lần đầu tiên hội nghị không ra tuyên bố chung của 9 quốc gia, thay vào đó đã thông qua một tuyên bố chung dưới danh nghĩa của các tổng thống đồng chủ trì hội nghị là Latvia, Romania và Ba Lan tuyên bố chung tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc của các nước nhóm B9 đối với việc tiếp tục viện trợ tài chính, quân sự và nhân đạo cho Ukraine. Nhóm B9 được thành lập từ năm 2015 theo sáng kiến của Tổng thống Romania Iohannis và Tổng thống Ba Lan Duda, gồm 9 quốc gia ở sân đông NATO. Hội nghị thượng đỉnh nhóm B9 lần này diễn ra trong bối cảnh Hungary và các quốc gia nhóm B9 đang nảy sinh những bất đồng liên quan đến việc Thủ tướng Hungary Viktor Orbán mới đây tuyên bố tiếp tục xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với Nga và từ chối cung cấp vũ khí cho ukraine